Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông đã cảnh báo hỗ trợ xử lý việc 18 hệ thống cơ quan nhà nước kết nối với mạng máy tính ma. Hạ tầng botnet, mạng máy tính ma là một mạng lưới các thiết bị máy tính bị chiếm quyền điều khiển, được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công mạng. Các máy tính khi bị chiếm quyền điều khiển sẽ bị các nhóm tấn công sử dụng làm công cụ để tự động hóa các cuộc tấn công hàng loạt như phát tán phần mềm độc hại, gây sự cố cho máy chủ, đánh cắp dữ liệu, v.v. Trong tháng 9 năm 2024, Cục An toàn Thông tin ghi nhận 468.796 địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong mạng botnet, trong đó có 18 địa chỉ IP của cơ quan, tổ chức nhà nước. Đây là kết quả đơn vị này thực hiện nhiệm vụ giám sát, phát hiện sớm nguy cơ từ bên trong hệ thống, đặc biệt là nguy cơ máy chủ, máy chạm trong hệ thống nhiễm mã độc và trở thành botnet, cũng như chia sẻ thông tin về những mối đe dọa trên không gian mạng với các tổ chức quốc tế, giám sát liên tục các mạng botnet. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Cục An toàn Thông tin đã phát hiện 321 hệ thống các cơ quan, tổ chức nhà nước có kết nối đến hạ tầng botnet, đồng thời hỗ trợ các đơn vị ngăn chặn, xử lý. Trong tháng 9, số địa chỉ IP tại Việt Nam có kết nối đến các mạng botnet là 468.796 địa chỉ, giảm hơn 75% so với các thời điểm năm 2019. Để duy trì kết quả đã đạt được, song song với việc tiếp tục triển khai các chiến dịch rà quét, bóc gỡ mã độc, Cục An toàn Thông tin xác định rõ sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dùng, theo dõi, ngăn chặn kết nối với máy chủ, điều khiển mã độc tấn công gây mất an toàn thông tin đối với cơ quan và cá nhân người dùng. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo có 60% khả năng La Nina sẽ xuất hiện vào cuối năm nay. Hiện tượng này sẽ đẩy nước biển ấm về phía châu Á. Bề mặt nước biển ấm góp phần giúp bão phát triển. Nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học ở Mỹ và Singapore đều cho thấy rằng trời ấm hơn, bề mặt biển ấm hơn sẽ làm tăng khả năng bão hình thành và mạnh lên ở gần đường bờ biển của các nước Đông Nam Á. Ông Benjamin Horton, giám đốc Đài quan sát trái đất Singapore, người tham gia nghiên cứu khí hậu Đông Nam Á, giải thích: "Nước biển càng ấm, càng có nhiều năng lượng cho bão trở nên mạnh hơn và mạnh hơn nữa. Theo nghiên cứu này, những nơi như Việt Nam và Đài Loan, Trung Quốc có thể sẽ chứng kiến nhiều siêu bão hơn." Siêu bão Yagi là một minh chứng. Nó mạnh lên ngay ở Biển Đông và là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ miền Bắc nước ta trong hàng chục năm qua. Không những vậy, bão Yagi còn giữ sức mạnh khá lâu khi đi sâu vào đất liền. Sau khi đi qua nước ta, cơn bão này tiếp tục gây mưa to, ngập lụt, sạt lở ở Lào, Thái Lan, Myanmar, thiệt hại rất lớn. Các nhà khí tượng học cho rằng, điều quan trọng nhất mà siêu bão Yagi chứng minh được chính là giờ đây, các hiện tượng thời tiết cực đoan đều rất khó lường và bất kỳ quốc gia nào cũng cần sẵn sàng phòng chống thiên tai ở bất kỳ thời điểm nào. Trong lịch sử, bão vào nước ta thường đổ bộ ở những khu vực ít tập trung phát triển về công nghiệp, nhưng siêu bão Yagi năm nay đã đi thẳng vào miền Bắc, là nơi tập trung phát triển công nghiệp và xuất khẩu. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, bão áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta có thể ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm, cần đề phòng khả năng bão áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên Biển Đông. Sau gần một tháng gây xôn xao dư luận, ngày 17 tháng 10, số phận hai chiếc túi Hermes Bạch Tạng mà bà Trương Mỹ Lan xin lại làm kỷ niệm cho con cháu trong phiên tòa ngày 27 tháng 9 đã được định đoạt. Tại trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng xét xử bác bỏ nguyện vọng của bà Mỹ Lan, tuyên thu giữ hai chiếc túi hàng hiệu đắt giá. Theo hội đồng xét xử, một chiếc túi có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có và chiếc còn lại có nguồn gốc từ tài sản riêng. Câu hỏi đặt ra là hai chiếc túi Hermes Bạch Tạng sẽ đi về đâu sau khi bà Trương Mỹ Lan bị kết án? Trả lời về vấn đề này, luật sư Trần Ngọc Thạch, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, theo quy trình, sau khi có bản án chính thức, tài sản bị kê biên được chuyển cho cơ quan thi hành án và thực hiện các thủ tục thu hồi tiền về ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả, cụ thể là đấu giá tài sản. Cơ quan thi hành án không tự làm hoạt động đấu giá, thay vào đó ký hợp đồng thuê một tổ chức đấu giá có chứng chỉ hành nghề hợp pháp. Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp có nhiệm vụ công khai thông tin đấu giá tài sản, sau đó tổ chức phiên đấu giá. Về nguyên tắc, bên nào trả giá cao và đáp ứng được các điều kiện từ thi hành án, bên đó sẽ được sở hữu tài sản đó, chuyên gia chia sẻ. Theo luật sư Trần Ngọc Thạch, bất kỳ ai đủ điều kiện luật định đều có thể tham gia đấu giá.
Thân nhân bà Trương Mỹ Lan nếu có nhu cầu muốn lấy lại hai chiếc túi hàng hiệu cũng có thể nộp hồ sơ và tham gia phiên đấu giá công khai. Nếu ra giá cao nhất, tài sản chắc chắn thuộc về họ. Thậm chí, bà Trương Mỹ Lan cũng được phép mua lại tài sản của mình. Tuy nhiên, khả năng này khó xảy ra trên thực tế bởi bị cáo đang là người không có đủ năng lực tài chính để khắc phục hậu quả bản án. Luật sư nói thêm, tổ chức đấu giá chỉ tổ chức phiên đấu giá về mặt kỹ thuật, không có trách nhiệm định giá tài sản. Họ sẽ thống nhất với cơ quan thi hành án mức giá khung của hai chiếc túi trước khi đưa ra đấu giá công khai. Về mặt thủ tục, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua hội đồng định giá để xác định giá trị tài sản tại thời điểm thu giữ và tính toán. Thông thường, căn cứ định giá dựa vào giá bán niêm yết tại cửa hàng đối với sản phẩm mới, kết hợp với khấu hao giá trị qua mỗi năm sử dụng. Hiện chưa rõ con số cụ thể mà cơ quan nhà nước đưa ra cho hai chiếc túi hàng hiệu. Tuy nhiên, trong phiên tòa ngày 27 tháng 9, bà Trương Mỹ Lan cho biết hai chiếc túi Hermes bạch tạng trị giá hơn chục tỷ đồng. Trong thế giới thời trang, túi Hermes bạch tạng, tên đầy đủ là Nilotikos, là mặt hàng siêu hiếm, có tiền chưa chắc mua được. Nếu muốn sở hữu một chiếc túi Hermes bạch tạng đại diện cho đẳng cấp trong giới thượng lưu, các tay chơi hàng hiệu có thể tìm đến thị trường thứ cấp. Lúc này, con số bị đội lên gấp nhiều lần. Theo Englander, giá bán lại có thể dao động từ 100.000 đến 500.000 USD. Một điểm cần lưu tâm là tại cửa hàng, túi càng lớn giá càng cao, nhưng điều này ngược lại trên thị trường thứ cấp. Trong khi size 30 phổ biến nhất, chiếc túi Himalaya Birkin 25 nhỏ nhắn lại được yêu thích và săn đón hơn. Một điều hiển nhiên, hội đồng định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không thể chạy theo sự thất thường của thị trường thứ cấp để xác định giá trị thực sự của hai chiếc túi sách. Bên cạnh đó, tài sản bị kê biên không giống như món phụ kiện hào nhoáng, dùng để phô trương giá trị người sử dụng. Hai chiếc túi của bà Trương Mỹ Lan phải đối mặt với nguy cơ không tìm được người mua trong phiên đấu giá đầu tiên. Mới đây, phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục với phần xét hỏi để làm rõ đến các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ và các quyền tài sản của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Trong phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày bà không nhớ rõ bị thu giữ bao nhiêu tiền. Về 3 thẻ tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank mang tên con gái Chu Duyệt Hằng, bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét trả lại cho con gái. Bị cáo Lan lý giải, ba thẻ đó không bao nhiêu, cho con gái dùng để chi tiêu hàng ngày. Trong số những đồ vật của bị cáo Trương Mỹ Lan bị thu giữ, có hai túi sách hiệu Hermes được làm từ da cá sấu bạch tạng. Bị cáo Lan nói có một túi sách được chính bị cáo mua tại Ý, một túi sách bị cáo được một tỷ phú người Malaysia tặng. Bị cáo cho biết, hai túi đó là vật kỷ niệm, cũng để lại cho con cháu, xin hội đồng xét xử cho xin lại, cái đó không đáng bao nhiêu. Với những đồ vật là túi sách, áo quần, giày dép hiện đang bị niêm phong, bị cáo Lan xin hội đồng xét xử xem xét cho gỡ niêm phong vì để lâu sẽ bị hư. Được biết, Hermes Himalayan Crocodile Birkin được mệnh danh là một trong những chiếc túi sách đắt nhất, hiếm nhất và đáng mơ ước nhất thế giới. Trên thế giới, số người sở hữu nó rất ít và phải là những người có rất nhiều tiền. Thậm chí, có rất nhiều tiền cũng không thể thích là mua được ngay. Mỗi năm, Hermes chỉ sản xuất 1 đến 2 chiếc. Ngay cả ngôi sao hay người nổi tiếng tầm cỡ quốc tế cũng phải xếp hàng chờ đợi hàng năm để sở hữu một chiếc Birkin da cá sấu bạch tạng quý giá này. Theo các chuyên gia thời trang, Hermes Himalayan Crocodile Birkin là một trong những chiếc túi sách hiếm nhất và đáng mơ ước nhất trên thế giới. Túi Hermes bạch tạng có sử dụng kết hợp vàng trắng 18 carat. Phiên bản đính kim cương của túi Birkin Himalaya nổi tiếng bởi độ hiếm cao và vô cùng đắt đỏ. Chiếc Birkin này còn đẹp với lớp da cá sấu trắng cùng phần cứng màu bạc. Lớp da độc đáo tôn lên từng chi tiết chiếc túi. Quá trình nhuộm này rất công phu và mất nhiều giờ để hoàn thành. Màu càng nhạt thì quá trình càng khó. Đây là một tác phẩm nghệ thuật vượt thời gian và sẽ mãi mãi hợp thời trang. Ngay cả có tiền chưa chắc đã mua được chiếc túi này. Trong phiên tòa xét xử, về các tài khoản, thẻ tại các ngân hàng, bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày sẽ làm đơn đề nghị hội đồng xét xử xem xét gỡ phong tỏa cho tài khoản của người nhà. Tài khoản của bị cáo và của Chu Lập Cơ thì không nói, nhưng trong số đó có tài khoản của em trai bị cáo chứa mấy chục tỷ do mẹ bị cáo để lại. Bị cáo Lan nói và cho rằng tiền và tài khoản bị cáo rất nhiều, sợ nhầm lẫn. Theo bà Lan, có những khoản tiền của bị cáo khác và tài khoản nào của bị cáo bị thu giữ, còn của người khác thì trả lại cho họ vì không liên quan đến bị cáo.
Bị cáo Lan trình bày thêm, lúc bị cáo Lan bị bắt, khởi tố, cơ quan điều tra có thu giữ máy tính bàn, trong đó có chứa ảnh của cả gia tộc từ mấy chục năm trước. Nếu chứng minh được không liên quan gì đến vụ án, xin hội đồng xét xử trả lại. Đặc biệt, bị cáo Lan khai trong lúc bị bắt, bà có đeo một bộ kim cương là của mẹ cho kỷ niệm, vật may mắn, nên xin lại, gồm một đôi bông tai, một mặt dây chuyền và nhẫn có đính kim cương, tổng hơn 30 carat. Với những trang sức này, hội đồng xét xử cho biết sẽ kiểm tra lại biên bản thu giữ đồ vật được lưu trong hồ sơ vụ án. Về chiếc túi Hermes, trên thế giới có không ít ngôi sao sử dụng loại túi đắt đỏ này. Thế nhưng, chiếc túi da cá sấu bạch tạng của Hermes khi xuất hiện ở showbiz Việt lại kéo theo nhiều tranh cãi không hồi kết. Chiếc túi Hermes bạch tạng nổi tiếng đắt đỏ, khó mua nhưng lại có thời điểm nhiều sao Việt cùng sở hữu. 7 năm trước, dàn mỹ nhân Việt bao gồm Ngọc Trinh, Lê Hà, Phương Lê và Hải Dương từng gây xôn xao khi dùng 3 chiếc túi Hermes bạch tạng khi tham dự một sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Bức ảnh có dàn túi Hermes bạch tạng nổi tiếng đắt đỏ, khó mua khiến khán giả tưởng như đang xem hàng chợ và không thể phân biệt túi thật hay nhái. Trong series đập hộp hàng hiệu, Ngọc Trinh một lần nữa khẳng định túi Hermes cô dùng là hàng thật. Cô cho biết đã mua chiếc túi ở Mỹ với mức giá trên hóa đơn là 60.000 USD, khoảng 1,4 tỷ đồng tính theo tỷ giá USD thời điểm mua. Tuy nhiên, để mua được chiếc túi, Ngọc Trinh phải chi gấp đôi số tiền để mua thêm phụ kiện, quần áo, giày dép tại cửa hàng, nếu không sẽ phải đợi 2 năm để đặt hàng với thương hiệu. Hoa hậu Hải Dương cũng khẳng định, tôi tặng một chiếc túi thật cho ai dám xách túi fake vào hãng, kèm bức hình cô ngồi trong cửa hàng của Hermes để chứng minh cô dùng hàng chính hãng. Hoa hậu Phương Lê chứng minh không dùng túi giả bằng cách chia sẻ giấy kiểm chứng da cá sấu cùng hóa đơn mua hàng của mình. Tuy nhiên, những thông tin mà Ngọc Trinh, Hải Dương, Phương Lê đưa ra chưa thuyết phục, những câu chuyện khó xác thực khiến khán giả vẫn hoài nghi nhiều năm qua. Để mua được túi Hermes cá sấu bạch tạng, người mua phải là khách hàng VIP. Đồng thời, hàng năm, khách hàng phải chi ra một số tiền khủng để quy đổi thành điểm tích lũy theo yêu cầu của thương hiệu duy trì hạng mức VIP.